Bài trích phúc âm theo Thánh Ma-thi-ô. Khi ấy Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng: chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được, cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, đặc biệt các chị em ngày hôm nay mừng kỷ niệm Kim Khánh, Ngân Khánh, khấn lần đầu cũng như khấn trọn đời thân mến. Nếu giờ phút này ở dưới phòng hội thì tôi sẽ làm cái cuộc phỏng vấn. Trong lễ thì không đủ giờ, sợ anh chị em ngồi ngáp. Nhưng mà nếu có giờ chúng ta làm một cuộc phỏng vấn sẽ vui lắm. Đại khái câu hỏi thế này: tại sao con đi tu? Đấy, năm chị, bảy chị khấn lần đầu hả? Đấy, thì mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau. Rồi các chị khấn trọn, cũng như các chị em đã kỷ niệm Ngân Khánh, Kim Khánh, bây giờ ngồi nhớ lại ngày xưa tại sao mình đi tu, chắc là sẽ có nhiều câu trả lời hứng thú lắm. Rồi xin hỏi công bà cố, tại sao quý bà cố cho con mình đi tu? Có ai thích lễ an táng được đồng tế không? Có ai thích để được gọi ông bà cố không? Thưa anh chị em, chúng ta không hiểu được tại sao mà các chị em này lại đi tu, mà đi tu dòng Mến Thánh Giá. Chắc chắn mỗi người sẽ có câu trả lời riêng của mình. Có thể là bảo con thích dạy giáo lý, con thích tập hát, rồi điều khiển ca đoàn, con thích phục vụ người nghèo, vân vân và vân vân. Nhiều lý do lắm, mà lý do nào cũng hay, cũng cao cả, cũng đẹp hết á. Nhưng mà thưa anh chị em, đặc biệt chúng con thân mến, cái lý do cuối cùng để mình đi tu là cái gì? Vì mình yêu Chúa hả? Mình yêu được bằng nào? Lý do cuối cùng mà thúc đẩy các chị em ngày hôm nay tuyên khấn cho Chúa, hoặc lần đầu hoặc trọn đời, lý do cuối cùng đó là cái gì? Bởi vì Chúa gọi tôi thôi. Chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất, trích trong sách tiên tri Isaiah, những lời đó nói về người tôi tớ của Thiên Chúa. Mà người tôi tớ Thiên Chúa thì được hiểu rất là rộng, nhưng mà được áp dụng cách đặc biệt cho những chị em ngày hôm nay tuyên khấn. Ngay từ khi tôi còn đang trong lòng mẹ thì người đã biết tôi, người đã gọi tôi khi tôi còn đang nằm trong bụng mẹ. Chính Chúa đã dệt nên cái hình hài, cái thân thể của tôi từ trong già mẹ. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta được Chúa cho sinh ra đời không phải chỉ là chuyện tình cờ, không phải chỉ là do sự kết hợp của người cha với người mẹ thì chúng có chúng ta. Không, mỗi người chúng ta vào đời là nằm trong cái sự quan phòng của Chúa, từ cái tiếng gọi của Chúa.
Ngay cả anh chị em giáo dân là những người sống ở giữa đời cũng vậy. Chúng ta sinh ra đời là nằm trong cái kế hoạch của Thiên Chúa. Chúa tạo dựng nên chúng ta có một cái ý định riêng về cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và cách riêng đối với những người tu sĩ thì cái điều đấy là càng rõ hơn nữa. Từ khi chúng ta chưa chọn Chúa thì Chúa đã chọn tôi rồi. Từ đời đời Chúa kêu gọi các chị em. Và Chúa kêu gọi chị em để làm gì? Không phải để đi dạy giáo lý đâu. Không phải để làm coi nhà trẻ, coi nhà tình thương, phục vụ những chị em, anh chị em đau khổ đâu. Cái đó là cái việc chúng ta phải làm. Nhưng mà cái lý do để Chúa kêu gọi chúng ta là cái gì? Để ngươi trở thành ánh sáng của dân các dân tộc. Ở trong bài tin mừng, Chúa Jesus cũng lặp lại với chúng ta, với các tông đồ, với hội thánh như thế. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, và chính anh chị em là muối đất cho đời. Đó là cái lý do mà Chúa cần tới chúng ta để chúng ta cộng tác vào trong chương trình cứu độ của Chúa. Chúng ta làm ánh sáng để làm gì? Để giới thiệu cho nhân loại, cho con người một cái cuộc sống khác, làm chứng về cái cuộc sống mai hậu. Những lời khấn của các chị em nó có ý nghĩa là chúng ta làm chứng về những giá trị của đời sống mai sau, mà bây giờ chúng ta thể hiện trước qua những lời khấn của chị em. Và cũng qua lời khấn đó chúng ta thực tập để chính chị em cũng sẽ được hưởng cái vinh quang thiên quốc. Mà đời sau nó khác đời này lắm. Chúng ta đừng có tưởng tượng nó giống đời này, rất là khác. Nhiều khi anh chị em thấy đi đường đó là người ta tiễn đưa người chết đó, người ta gửi tiền âm phủ xuống đời sau đó. Đời này không có xe hơi, đi bộ, đi xe máy vất vả, gửi xuống đời sau mấy cái xe đời mới đó. Rồi đời này không có tiền, đời sau đô la, euro nhiều lắm đó, ta gửi xuống đây. Đời này thì ở nhà mái tranh lụp sụp thôi, nhà cấp 4. Đời sau thì cũng mong muốn là có cái nhà lầu oai tí, in tiền âm phủ đó, gửi cho người chết. Thế anh chị em, người ta tưởng tượng đời sau nó giống đời này. Đời sau nó khác đời này lắm đó. Nó không giống như đời này đâu. Đời này là để xây dựng chuẩn bị cho đời sau. Đời sau nó khác đời này lắm. Cho nên mình phải chuẩn bị cái mà đời sau cần, chứ đừng chuẩn bị cái mà đời sau không cần. Cách đây 24 năm hồi tôi đi học ở bên Ý đó, ở nhà cũng chuẩn bị các cái đồ dùng để sang bên Ý học. Lúc bây giờ thì việc đi qua đi lại còn đã khó khăn lắm, cho nên mang những gì cần thiết nữa. Ở nhà họ cho tôi mấy cái áo len thật là dày, áo len rộng lắm, dày lắm. Mang đi để chuẩn bị mùa đông. Thôi sao bên kia mặc cái mùa đông vào xuống nó vẫn cứ lạnh thôi. Bởi vì cái áo len Việt Nam mình nó dày, một cái lỗ nó thủng nó to bằng này này. Trên mặc vào chẳng ấm được, sao kia vứt hết. Là họ đưa cho cái mấy áo bên đó, nó mỏng thôi mà nó là ấm. Mình cứ chuẩn bị theo cái kiểu của mình bên này. Rồi họ cho tôi cái đôi giày mới đẹp lắm. Sang bên kia 1-2 tháng đi rất là ngon. Rồi bỗng dưng có một hôm ở Roma, đường đá nhiều lắm, toàn đá học thôi, không có đường nhựa đâu, đi bộ nhiều lắm. Roma đi bộ không. Hôm có hôm đang đi ở ngoài đền thờ Thánh Phêrô, đang đi tự nhiên thấy chân mình bỗng chân thấp trên cao, ngó xuống thì cái đế nó rụng rồi. Vứt đi, đi ra ngoài chợ mua đôi giày khác. Nó đơn giản hơn mà nó bền lắm. Đi trên đường đá ngon lành, đi suốt 4 năm không sao hết. Thế anh chị em, mình ngồi đây mình cứ tưởng tượng ra mình phải sắm sửa theo cái kiểu của mình, mà nó không hợp. Cái đời sau cũng vậy, nó có những cái khác với đời này. Đời này thì anh chị em lập gia đình, dựng vợ, cưới vợ, gả chồng. Đời sau thì Chúa bảo sao? Đâu có lấy vợ lấy chồng nữa đâu. Đời sau giống như các thiên thần cả đó. Cho nên làm chứng về đời sau bằng cách đời này, các chị em đây sống độc thân khiết tịnh, đó là một cái lời báo trước về
cái cuộc sống mai hậu ở trên thiên quốc. Chính các chị em không lập gia đình, và cũng để làm chứng cho mọi người thấy đời sau người ta sống như các thiên thần, không dựng vợ gả chồng. Đời này thì mình cần tiền, anh chị em lo làm giàu, nhưng mà đời sau đâu cần tiền nữa. Nhưng các chị em này tuyên khấn sống khó nghèo để làm gì? Để làm chứng về cái cuộc sống mai hậu không cần tiền. Và vì thế phải ngay từ đời này phải xây dựng những gì còn mãi. Còn cứ đổ xô đi kiếm tiền, nhất là làm kiếm tiền làm giàu với bất cứ giá nào, làm giàu bằng cách bóc lột người khác, bằng cách gian dối, bằng cách lương gạt người ta, thì cái làm giàu đấy, cái đồng tiền đấy nó vô ích và nó hại cho chính bản thân chúng ta. Rồi các chị em này làm chứng gì nữa? Đời sau đâu có chuyện ngồi trên ngồi dưới. Ở đây chúng ta thấy mình có không gian về thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đời sau tất cả mọi người, anh chị em sống nhau trong tình yêu thương hết, hòa hợp với nhau. Và đời sau tất cả mọi người đều sống cho Chúa. Cho nên chẳng quyền, không cần quyền bính. Đời này các chị em hứa là vâng phục bề trên, bỏ ý riêng của mình để làm theo thánh ý Chúa. Thế anh chị em, cái đời sống tu dòng là để làm chứng cho Chúa, để trở thành ánh sáng, ánh sáng cho thế giới này. Và nhất là qua cuộc đời của chị em trở thành muối ướp cho đời. Mà muối thì phải mặn. Không những chúng ta làm chứng bằng lời nói, mà bằng làm chứng bằng chứng đời sống của chị em là muối để giữ cho cuộc đời này, cho trần gian này khỏi hư hoại. Thỉnh thoảng tôi đi qua các cửa hàng thấy cái đề là hàng thanh lý. Sau một thời gian bán hàng rồi thì thanh lý. Thanh lý giá rẻ lắm mà có khi không có giá nào nó cho thôi. Bởi hàng nó hết đát rồi, hàng nó không xài được nữa. Rồi thì hoặc thanh lý, hoặc cũng có những món hàng không bán được nữa, nó không phù hợp với thị hiếu nữa, thì người ta phải tồn kho. Cho hàng tồn kho, không xài được nữa. Thưa anh chị em, chúng con thân mến, chúng con đi tu, chúng con khấn dâng mình cho Chúa để phục vụ hội thánh, phục vụ nhân loại, hàng chúng con phải đắt hàng. Đừng để mình bị thanh lý, đừng để mình bị tồn kho. Muối của chúng ta nhạt rồi thì đâu có làm được cái gì nữa, vứt ra ngoài đường cho người ta chà đạp dưới chân thôi. Người tu trì ngày hôm nay phải thể hiện được cái lý tưởng tin mừng. Đó là cái điều mà thế giới này cần, xã hội nhân loại cần, giáo hội cần. Chúng con cứ nghĩ là mình vào mình sẽ phục vụ, xây đi dạy học, rồi phục vụ những người già yếu vân vân. Thực sự là người ta cần thật đó. Những người già yếu, những người ốm đau bệnh tật, những người nghèo, trẻ em cần đến chúng ta. Nhưng mà cái điều mà người ta cần hơn đó là chúng con phải trở thành muối. Những chuyện khác bao nhiêu người đây làm cũng được thôi. Bây giờ có thể chưa làm được, nhưng mà học mấy khóa làm được thôi, không cần đến chúng con. Con nhớ như vậy. Cái điều mà người ta cần đến chúng con là cái đời sống chứng tử của chúng con. Chúng con là tu sĩ thì phải là tu sĩ. Tu sĩ thì phải sống cho ra tu sĩ. Ngày nay chúng ta nói tới cái sự khủng hoảng căn tính. Muối không còn là muối nữa, hàng hóa không còn hấp dẫn nữa, thì người ta không cần đến mình. Mình là tu sĩ phải sống xứng đáng là một tu sĩ. Ta nhìn vào người ta biết đấy là người của Chúa, người của hội thánh. Và đó là cái điều mà Chúa sai chúng con đi, và Chúa muốn chọn chúng con, và là điều mà thế giới này cần. Còn không hàng chúng con ế ngay. Nhiều nơi phải xây nhà tồn kho, bởi vì có nhiều người rơi vào trong tình trạng hàng ế ẩm, gửi đi không ai muốn nhận hết. Đó là thực tế trong đời sống của hội thánh ngày hôm nay. Hàng chúng ta phải đắt hàng, đắt hàng bởi vì chính đời sống của chúng ta
là đời sống họa lại cái lý tưởng của tin mừng. Và thưa anh chị em, khi mà chúng ta nói là các chị em lại bỏ hết mọi sự như thế, thì có khi bảo là vậy thì sống một đời làm gì? Không có tiền, không có đời sống gia đình, không có lạc thú xác thịt, rồi thì không có được tự quyết thì sống làm gì? Chắc buồn lắm. Nhiều người có thể nghĩ là đi tu là buồn. Những người này chắc chưa trả lời được đâu. Tôi hỏi mấy bà này trả lời giúp tôi này. 50 năm rồi, 25 năm rồi đi tu có buồn không? Nếu mà đi tu mà buồn mà không hạnh phúc thì chắc các bà không ngồi đây đâu. Cũng về kiếm tấm chồng rồi, cũng về xây dựng gia đình rồi. 25 năm, 50 năm trong đời tu vẫn còn ngồi đây. Nhiều dòng khác thì 60 năm, 70 năm vẫn còn cái nét mặt rạng rỡ, vui tươi, hạnh phúc. Cho dù từ bỏ tất cả nhưng mà không cảm thấy đó là mất, mà đó là sự hạnh phúc, bởi vì đã được Chúa làm gia nghiệp đời đời. Chúng ta hãy cùng với các bà, các chị em đây dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các bà, các chị em được luôn luôn hạnh phúc trong đời tu của mình. Cho dù là vác thánh giá, mà vác thánh giá trong tình yêu thương. Và đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho các chị em ngày nay tuyên khấn được cảm nhận được cái hạnh phúc khi được Chúa chiếm đoạt, Chúa kêu gọi mình từ trong lòng mẹ, và các chị em dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa. Và cầu chúc cho chị em cứ mãi mãi là muối mặn, là ánh sáng của ngọn đèn được giơ lên cao. Nhớ nhé, đắt hàng một chút nhé. Đó là cái điều chúng ta phải cầu nguyện cho các chị em. Chỉ có ơn Thánh Chúa mới làm được thôi. Amen.